Hầu như ngay sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ cái tiền nhân có công kỳ tử đất nước, tất các anh hùng tử sĩ vì quốc con thân, đến các chiến hữu đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biên và bỏ mình nơi rừng sâu núi thẳm trong những cuộc tù của cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong vùng kinh tế mới. Các chiến hữu đã gửi thân xác lại hốc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Và sau hết, phút mặc niệm để thương tiếc cho những thân xác Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Phút mặc niệm bắt đầu. Thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng.
theo trống dồn trên khu đồi hoang in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u âm thầm chen khói mù bao oan khiên đang về đây vũ hơi gió là hồn người Nam nhớ xây thành thời gian luôn vô tình từng chầm phai sắc thấp thoáng tàn canh ơi người chiến sĩ vô danh phải sắc thấp thoáng tàn canh ơi người chiến sĩ vô danh. Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vì tôi không quên những người anh đổ máu giữ Sơn Hà, luôn gan dạ một lòng vì Tổ quốc, danh dự ghi tâm, chiến y anh khoác, nặng lòng mang trách nhiệm với non sông, vượt núi băng rừng, mong lập chiến công, lấy chiến tích dâng hồn thiêng sông núi.
anh lính chiến đầu ngẩng cao không cúi, gìn giữ giang sơn gấm vóc của tiền nhân, không màng tử sinh coi nhẹ cõi hồng trần, bảo vệ cõi bờ tròn bổn phận người trái thời loạn. Làm sao tôi quên hậu phương xưa an vui phồn thịnh, nhờ mẫu xương các anh làm tường vách an bình. Buồn thay bọn cộng nô cùng dòng máu Việt lại đốn mạt hại dân mãi quốc cầu vinh. Tội ác đó làm hoen mờ trang hùng sử, một ngày đau thương quê hương bị bất tử, là ngày Đảng Cộng xâm chiếm miền Nam. Toàn dân hụt hẫng khi quân lực buộc lòng buông súng lúc các anh đầy khí thế kiêu hùng. Toàn dân cùng các anh bất ngờ gục ngã, tháng tư đen một ngày tán thương dân tộc. Rồi các anh chiến sĩ vào lao tù khắc nghiệt, thể xác rã rời nhưng niềm tin luôn xác quyết. Quang phục quê hương nung nấu tháng năm dài, làm sao tôi quên các anh chưa hề giải ngũ. Sống tạm dung khắp bốn bể năm châu, tình tự quê hương luôn ở trong đầu. Ngày quang phục Việt muộn gì cũng đến. Tôi thương mến các anh vì các anh là những người anh chiến tuyến, là người đã hy sinh tuổi đẹp thanh xuân, quên mình để bảo quốc an dân. Nếu ai có hỏi thêm, tôi sẽ trả lời cả vạn ngàn lần. Chúng tôi là những người em gái hậu phương, tấm lòng quý mến các anh chiến sĩ, cả một đời ngưỡng mộ và mến thương. Lịch sử sẽ ghi ơn các anh trên những trang tuyệt mỹ, và dòng thơ tôi sẽ mãi mãi đầy tình lính, để ghi những dòng tâm tình về tình nghĩa quân dân miên trường bất diệt. Xin kính chào và xin cảm ơn. Everything you know about the end of Vietnam War is wrong. Tất cả mọi thứ mà các bạn biết về sự kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam là hoàn toàn sai lầm. The Vietnamese, the South Vietnamese were winning the war in 1973. America pulled the plug on them. America stopped supporting the South Vietnamese by cutting off funding. We know for sure that by cutting the funding, the war would end. If we had kept funding the Vietnamese, I believe, I can't prove it, but I believe the South Vietnamese would have won the war, or at least remained free. Thủ đô ơi, thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Chiến công xin dâng lên người người, xiết tay trong niềm tin yêu mới. Thủ đô ơi, thủ đô, đàn con yêu đã về đây. Cho qua quân công đồ nát thây, ngày chiến thắng bóng